nay mình với Út là sẽ ăn gà nướng các bạn ơi. Đây, con gà nướng. Ôm luôn. Ôi con gà này nó nặng dữ lắm luôn các bạn. Chắc là nó bự lắm luôn á. Các bạn coi nè. Thịt nhiều lắm. Bây giờ mình ăn thôi. Con sẽ bẻ cho cây đùi trước. Chữ luôn hả? Tèn tèn. Mời các bạn. Nét không? Cái này nó ngấu kìa. Hôm nay các bạn mình ăn gà chấm với muối ớt xanh. Cái này Út một cái đùi, mình một cái đùi. Trời ơi, cái đùi nó bự quá trời luôn. Bự lắm Út. Một cái đùi cứ muốn hết gà, hai cái đùi cứ muốn hết gà luôn. Mình chấm muối ớt xanh với lại ăn rau kèm chung. Đó có là mình chỉ ăn gà nướng ở trên Cần Thơ thôi. Bây giờ mình sẽ ăn gà nướng ở dưới quê coi như thế nào nha các bạn. Úc thấy sao? Ngon. Không chấm mà muốn dừa rồi đó. Nó chấm ngon ha. Cái phần thịt đó các bạn chưa thấm cho lắm. Lớp da thì thấm rồi, lớp da thì ướp ngon. Nhưng mà thịt đó thì không thấm cho lắm. Tại chắc tại thịt dày quá. Rồi quá, ông biết ăn món gà nướng ngon á. Ông biết gà nướng là gà nướng gì không? Quá. Ủa sao biết vậy? Để biết. Gà này giống như gà thả vườn vậy các bạn. Thịt dai lắm luôn. Mình rất là thích cái loại gà giống này. Còn gà công nghiệp mình không thích. Nói vậy chứ anh Huy nữa các bạn, anh khoái ăn gà công nghiệp lắm. Gà công nghiệp mềm anh thích, còn gà này dai anh không thích. Con gà này nè, ở dưới quê bán 160.000 một con. Có biết không? Con gà này 160.000. Ở trên Cần Thơ cũng... Không, ở trên Cần Thơ là 140.000. Nhưng mà con gà nhỏ hơn. Con này bự hơn. Nặng nhiều. Ngon quá. Ốc ăn trái dưa đi. Trời, ăn trái nổi. Cầm cắn nè, giống như con. Ngon ha. Không biết. Tèn tèn. Các bạn, Út khoái cái này lắm luôn nè. Khoái nhất trên đời luôn á. Cái đít con gà đó.
Để đây đâu các bạn. Gà miếng ướt luôn nè. Ăn gà nướng này các bạn nhớ ăn hương quá trời luôn. Đợt mình cũng ăn gà nướng giống vậy với ảnh nè. Hơn quá. Con coi cái video mà có với anh Hôn ăn gà nướng á, thèm á. Vừa thèm mà xong rồi lại vừa nhớ anh nữa. Các bạn coi cái video mà mình up á, là cái video hồi Tết á, là cái video lúc đó là mình với anh Hôn về chuẩn bị Tết, ăn Tết ở Việt Nam trước khi đi Hàn. Nhưng mà tới khi đi Hàn rồi mình up video bên Hàn, chưa có up mấy video đó, cho nên là mình up lại. Cái xong rồi có mấy bạn vô hỏi tưởng anh Hôn về chung với mình. Cái đó là hồi Tết đó các bạn. Ngon quá. Út là Út thích ăn gà loại nào nhất? Làm món gì? Món gà vườn. Gà vườn, nhưng mà gà làm món gì Út thích nhất? Đủ loại. Nói chung là gà Út thích hả? Ngon quá. Gà da nó vừa, gà chiên, nhân bơ vậy đó. Gà chiên nước mắm. Các bạn biết sao không? Hồi xưa Út thiệt thà lắm luôn các bạn. Hồi mẹ kể mình á, là hồi thời đó đó, Út hiền lắm, Út không có nói năng gì hết trơn á. Có không Út? Hồi xưa không nói năng gì hết trơn các bạn. Nhưng mà không biết tại sao Út lại thay đổi luôn á. Là Út nói chuyện rồi Út hoạt bát hơn các bạn. Có một số bạn hỏi Út bao nhiêu tuổi. Người ta hỏi mình nhiêu tuổi thì trả lời sao? Là 38 39 tuổi. 38 39 hả? Vậy là 38 39. cũng gần muốn mời á. Út 38 tuổi rồi các bạn. Nhưng mà nhìn Út trẻ à. Út trẻ không? Lên xương con. Không cần rồi. Cần nạc mà. Út lấy miếng nạc đi, Út khỏi cạp cái này. Rồi, đây con. Biết sao không các bạn? Cái này cứng lắm. Út cạp. Út lấy thịt Út ăn thôi. Bây giờ con sẽ lấy xé phần Út.
Đây đây. Lấy thịt dê da chút. Đây. Ớt này thấy ớt phủ phủ vậy mà không có cay chứ á. Được không? Nè, da. Thịt con để đây nha. Ủa cái đùi còn nữa nữa quên. Con để đây đi. Đó. Miếng da ngon lắm rồi. Giòn. Giòn béo. Dạ. Út quá các bạn, là Út biết đọc với biết viết luôn các bạn. Ngạc nhiên không? Ừ. Tại sao Út biết đọc không? Tại sao Út biết đọc với biết viết? Xem hàng ngày đó, ăn thường xuyên á. Biết nghe, biết. Ủa, cái này vui của Út. Nhớ ngày xưa á, ổng tự hào dữ lắm luôn. Nặng đầu óc mình suy nghĩ á, ra tính tắc hơn mà mới biết chữ được. Ừ. Hồi xưa có đi học không? Cũng có mà cô không nhận. Ừ. Rồi sao? Thì học không được. Rồi Út về nhà rồi Út tự học hay là về có ai hỗ trợ học không? Út về nhà tự học hay có ai giúp Út không? Có ai hỗ trợ không? Có. Có người hỗ trợ nào là cô Chính. Cô Chính với Dượng Ba không? Có Dượng Ba không? Ba về ít lắm. Rồi đó Út đi học cô giáo á được mấy ngày? Khoảng 2-3 ngày nè. Đó các bạn, bây giờ Út còn nhớ luôn á, là hồi xưa là Út đi học thì mẹ mình nói lúc đó là trường còn là trường hợp tác xã kế bên nhà mình nè, mà đi lên đó học được mấy bữa rồi xong rồi cô thấy Út chậm quá các bạn, cái cô không nhận. Cô gì Út? Cô Nhất Hưởng. Út nhớ tên à? Nhớ. Thì mấy cái này mình cũng không biết các bạn ơi, là mẹ nói với nội nói. Thì sáng nào cũng đi học hết chứ, nhưng mà lên trên nó rồi cái học chậm á các bạn. Với lại các bạn biết mà, con nít đâu có phải giống như người lớn đâu. Út là học chung với nít, học lúc đó là lớp 1 hay gì á. Chắc vậy, chắc lớp 1. Nhưng mà mẫu giáo hả? Ừ. Thì học chung với con nít. Nhưng mà lúc đó là Út cỡ, Út khoảng mấy tuổi Út? 8-9 tuổi vậy á. Đó là Út lớn hơn người ta rồi các bạn, 8-9 tuổi rồi đó. Mà bà nội nói chứ thấy Út mà thua thiệt người ta thì thôi bây giờ mình cho Út đi học, nội cho Út đi học, đặng có gì Út còn biết á các bạn. Thì bà nội là muốn như vậy đó, cái mấy cháu đi học thì đi vô học thì Út lớn hơn người ta đó. Với lại nít đó các bạn, hỏi thấy cái gì mà lạ lạ thì nó hay chọc phá các bạn, thành thử là Út bị chọc rồi cái Út không có chơi với mọi người, rồi cái đâm ra Út nhát các bạn. Đi học mà tới giờ ra chơi á, cái Út không có ngồi trong lớp chơi với các bạn, cũng không có đi chơi, mà đi ra mé hè sau á, Út ngồi ơn đó. Buồn Út lúc đó buồn không? Buồn hơi la mà hơi mà buồn. Nhớ băng đi. Đó, cái thành thử ra là vừa bị cái áp lực ở đó nữa đó. Một phần nữa là cô các bạn, thì tại vì Út á thì chậm hơn những bạn khác, cho nên thành thử ra cô dạy cũng khó khăn lắm các bạn ơi. Tại vì trong một lớp mà ví dụ dạy các bạn tới cái phần khác rồi mà Út còn lại cái phần cũ, thì từ từ vậy thì Út không theo kịp,
Đó, cho nên là cô nói với gia đình là cô không nhận Út nữa. Đó. Vậy đó các bạn. Buồn không Út yêu? Có gì đâu buồn. Đó các bạn, cái kể từ đó là Út về nhà, rồi có cô Chính đó các bạn. Cô Chính với mấy cô dạy. Út đi học cũng được mấy ngày. Chắc mấy ngày hết ha. Ừ. Cái xong rồi á. Cô Chính với mấy cô mua sách chốt nữa các bạn. Mua sách lớp 1. Rồi mấy cô chỉ. Rồi xong Út tự mày mò. Bây giờ Út biết đọc, biết viết luôn. Và đặc biệt là Út rất thích viết thư. Sở trường á. Nhưng mà hồi lúc trước á, Út viết thư là có mình đọc được thôi. Rồi mày thấy sao không? Tại vì á, Út viết á, cái chữ Út không có nắn nót, không có được nắn nót như mình. Cái chữ Út dài lắm, nhưng mà ngộ lắm các bạn. Đó. Cho nên là đọc còn phải tưởng tượng nữa. Khi có sao anh trỏ hả? Út biết hả? Út biết Út viết sao anh đã luôn hả? Biết đi. Lấy Út ăn cái này nha. Chính vì vậy mình rất là ngưỡng mộ Út các bạn. Tại vì á, cái Út đã là cái trường hợp đặc biệt rồi, nhưng mà Út lại có thể là biết đọc, biết viết luôn. Đó, rất là giỏi. Cho nên á, là mình cố gắng học lắm các bạn. Noi theo gương Út. Tại vì mình nghĩ á, mình có điều kiện, mình hoạt bát hơn, rồi mình được cái điều kiện mình đi học. Còn Út á, không có cái điều kiện mà Út vẫn có thể học, thì tại sao mình có điều kiện mà mình không học được? Cho nên lúc nhỏ tới giờ cố gắng lắm ạ. Cứng không Út? Vô, con Út vô. Hồi xưa khi mà Út biết đọc biết viết á, cả nhà bất ngờ luôn. Tại vì không ai nghĩ là Út có thể làm được điều đó. Ha. Quá hay. Tự hào. Tự hào mất nhiều vấn đề. Tự hào bươn trải. Tự hào bươn trải. Chính vì vậy á, những cái lần mà mình đi đâu, mình đi học về hay là mình đi đâu xa xa về, mình hay mua sách tặng Út lắm các bạn. Tại vì Út rất là thích sách. Con để miếng thịt này cho Út nè. Ăn trời.
con dĩa xương. Út rất là thích đọc sách các bạn, và mình hay mua sách cuộc sống á, sách về cuộc sống cho Út. Wow, gần hết gà rồi. Đây được cái tên tan tan. Giờ 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 ăn mình giờ rất ra tiện em đi rồi ha. Vui. Lúc nói giờ ăn chứ giờ nói chuyện vui quá. Vui quá ăn hết gà luôn. Còn một cái cánh. Cái đùi này chắc nãy không biết của Út hay của con á. Không biết. Con không biết luôn. Sách con mua cho Út tập hết chưa? Hết rồi. Hình như thế còn cuốn à. Còn cuốn hạnh phúc là gì á? Ừ, hạnh phúc là gì nó đang đọc chưa có hết. Mới đôi tuần rồi. Mình mua dạng sách đó dấu đó các bạn. Sách về cuộc sống. Cuộc sống hạnh phúc. Hạnh phúc gia đình. Giờ các bạn ơi, thì video ngày hôm nay mình cũng muốn chia sẻ đến các bạn là cái hành trình mà để bây giờ Út có thể biết đọc với biết viết đó các bạn. Mặc dù Út viết không bằng người ta, Út đọc cũng không bằng người ta, nhưng mà Út biết các bạn. Út biết đọc, biết viết tuy chậm nhưng mà biết hết Út ha. Vậy là tốt, quá tốt rồi. Tại vì Út học một mình mà Út có thể biết được đó là quá hay luôn ha các bạn ha. Đó, thì cho nên á là những em nhỏ thì đang đi học thì cố lên nha. Cố lên nha. Rồi, thì tới đây thì mình xin kết thúc video. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Bye bye. Bye.